Tại sao máy phát điện Karma lại là lựa chọn luôn luôn ưu tiên hàng đầu của khách hàng? Để một sản phẩm đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của khách hàng thì tất nhiên nó sẽ phải có những cái ưu điểm mà đáp ứng được những cái tiêu chí của khách hàng đề ra. Đối với một chiếc máy phát điện ấy thì nó sẽ có 7 cái tiêu chí sau để cho khách hàng ra quyết định mua hàng. Đối với một chiếc máy phát điện Karma như thế này thì nó sẽ có những cái ưu điểm mà anh em thấy rất rõ luôn ở dòng máy này nhá. Thứ nhất là chất lượng của nó tốt. Mẫu máy này đã được bán ra trên thị trường khoảng tầm 10 năm thương hiệu Karma tại Việt Nam. Khách hàng đã sử dụng, hàng nghìn người sử dụng rồi. Và tất cả những ai đã sử dụng mẫu máy này đều cảm thấy rất hài lòng với cái chất lượng của nó mang lại cho khách hàng. Các bạn có thể lên mạng hoặc là các diễn đàn, các group ấy, các bạn hỏi xem có ai thất vọng về mẫu máy này chưa, thì đa phần đều là những nhận xét rất tích cực về mẫu phát điện của thương hiệu Karma. Thứ hai đó là thương hiệu nhận diện tốt. Như các bạn biết, trên thị trường hiện nay có hàng trăm loại mẫu máy phát điện, hàng trăm thương hiệu khác nhau. Tuy nhiên Karma nó là thương hiệu của nhà máy Karma luôn. Cái chất lượng của nó gọi là một chất lượng thôi, nó gọi là one standard, tức là nó chỉ có một tiêu chuẩn chất lượng thôi. Chính vì vậy cái thương hiệu của nó mang lại cho các bạn cái sự yên tâm khi mà sử dụng. Và thương hiệu này nó có nhận diện rất là tốt. Cái này nó sẽ phục vụ cho các bạn là mai sau ấy, anh em thay thế, sửa chữa, các bạn gọi đồ cũng như là các bạn bán lại, nó sẽ được giá hơn bởi vì cái thương hiệu nhận diện nó tốt hơn. Thứ ba là công suất nó phù hợp. Như anh em biết rằng đối với những cái dòng máy phát điện Karma chạy dầu diesel, công suất của nó đều là 5kW trở lên. Đối với các gia đình hiện nay đều sử dụng hai điều hòa 12.000 BTU, thiết bị TV chiếu sáng, gọi là gia đình cơ bản. Như vậy thì cần những cái dòng máy 5kVA mới có thể đáp ứng được một cách thoải mái. Và cái công suất của những dòng Karma chạy dầu diesel này đều 5K, do đó thì đáp ứng được nhu cầu của bạn. Như các bạn biết rằng nếu mà máy phát điện chạy xăng mà 5K thì cực kỳ tốn nhiên liệu. Ngay kể cả đối với những thương hiệu lớn như là Honda thì một giờ cũng phải tiêu thụ khoảng tầm 2,5 cho đến 2,8 lít. Vậy thì Karma nó có công suất tầm 5kg, tiêu thụ chỉ tầm 1 lít cho đến 1 lít 2 tùy theo tải full hay là tải ít. Thì đây là một cái mức công suất rất là phù hợp với cả đại đa số. Thứ ba là đồ đạc thay thế dễ dàng, dễ sửa chữa, rất là sẵn. Như các bạn thấy những cái dòng máy phát điện Nhật bãi, khi mà dùng thì anh em thấy rất là ok đúng không? Nếu mà các bạn lựa chọn được những cái chiếc máy ngon zin thì dùng rất là ok. Tuy nhiên chỉ cần hỏng hóc hoặc là hắt hôi sửa mũi thôi, hỏng một hai cái chi tiết rất nhỏ thôi, chúng ta cũng không thể hoặc là rất khó có thể tìm được đồ đạc thay thế sửa chữa sau khi mà sử dụng. Karma nó lại giải quyết được vấn đề đó, đồ đạc thay thế sửa chữa rất dễ. Như bên mình nhập cái mẫu máy này thì bên mình đều đầy đủ đồ đạc thay thế cho anh em luôn, nên là các bạn mua những máy này thì không cần phải lo lắng về đồ đạc sau khi sử dụng. Thứ năm đó chính là dễ dàng vận hành khi mà để lâu. Như các bạn biết rằng ở miền Bắc Việt Nam mình chỉ sử dụng máy phát điện nhiều nhất vào mùa hè mà thôi. Thời gian nó sẽ kéo dài một mùa hè, nó dao động từ 2 cho đến 3 tháng. Và sau cái thời gian mùa hè là các bạn thường để xó và để đến mùa hè năm sau bắt đầu mới sử dụng tiếp. Đối với dòng máy phát điện xăng thì nó sẽ bị keo chế, bẩn chế đúng không ạ? Và các bạn phải đi vệ sinh lại. Còn đối với dòng máy phát điện chạy dầu diesel thì cái dầu của nó sẽ không bị thối, không bị biến chất. Và khi các bạn để lâu, đến lúc các bạn sử dụng các bạn vẫn dễ dàng khởi động, để một cái là nó nổ luôn. Không phải như dòng máy phát điện xăng là phải đi rửa chế rất là mất thời gian và lách rách. Thì Karma nó lại đáp ứng được cái điều đó, đó là dễ vận hành sau khi các bạn để lâu. Thứ sáu là giá thành ổn định. Như các bạn biết rằng những cái dòng máy phát điện chạy dầu diesel hàng Nhật bãi, giá cả thì thay đổi theo cảm xúc của người bán, giá cả thay đổi vì cung và cầu. Đối với những cái thời điểm nắng nóng như thế này thì cái nhu cầu tăng vọt, lượng cung không đủ và giá của nó tăng vọt, tăng một cách vô lý, tăng một cách chóng mặt, khiến cho người tiêu dùng bỏ tiền ra mua cảm giác bức xúc bởi vì các bạn phải bỏ tiền ra không đúng với cái chất lượng sản phẩm. Nhưng đối với máy phát điện chạy dầu diesel Karma thì cái giá của nó cực kỳ ổn định, do cái lượng cung luôn luôn đáp ứng lượng cầu. Ví dụ nhu cầu các bạn tăng lên thì cái lượng cung, tức là các đơn vị nhập khẩu như bên mình sẽ nhập nhiều hơn, do đó thì các bạn hoàn toàn yên tâm, giá cả của nó sẽ rất rất ổn định. Nếu có tăng cũng chỉ tăng rất ít, không đáng kể so với cả cái bước tăng giá của những cái dòng máy Nhật bãi. Và thứ bảy đó chính là nơi mua hàng uy tín. Đối với máy Nhật bãi thì các bạn thấy rất là nhiều đơn vị các bán hàng và các bạn rất khó có thể chọn được những cái đơn vị mua hàng uy tín. Còn đối với dòng máy phát điện Karma này, Bình Sơn là đơn vị đối tác trực tiếp của hãng Karma tại Việt Nam. Bình Sơn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có chứng thư xác nhận cam kết của nhà máy rằng bán những cái rằng bên mình là đơn vị chuyên bán những cái mặt hàng Karma chính hãng của hãng luôn, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Có chứng thư chứng nhận đơn vị Bình Sơn là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam năm 2024 có chứng thư là đại lý ủy quyền của hãng nhá, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm, dễ dàng tìm được những cái đơn vị mua hàng uy tín và nhanh chóng thuận lợi. Bên mình có
hỗ trợ vận chuyển cho các bác ở trong phạm vi 100 km miễn phí. Rồi nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với Điện máy Bình Sơn. Và 7 cái lý do đó khiến cho Karma trở thành một trong những cái lựa chọn hàng đầu cho người tiêu dùng hiện nay.